Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Địa Phèn, còn nhớ hồi cuối tháng trước chúng tôi đã gửi tới các bạn thông tin về tiềm năng Malaysia có thể bán tháo toàn bộ 18 chiếc Su-30 MKM vẫn còn vòng đời sử dụng do thiếu linh kiện, phụ tùng nhằm duy trì số trang bị này. Chúng tôi đã có một số phân tích về tiềm năng lô 18 chiếc Su-30 MKM có thể là món quà trời cho đối với không quân nhân dân Việt Nam trong quá trình khỏa lấp chỗ trống mà lực lượng tiêm kích bom Su-22 cũng như tiêm kích đa năng Su-27 có thể để lại khi mà ngày cả hai loại máy bay này hết hạn sử dụng sắp đến rồi. Chậm nhất là ngoài năm 2030, Su-22 và cả Su-27 sẽ hết vòng đời khai thác sử dụng phong thần. Với 18 chiếc Su-30 MKM, một trong 3 phiên bản hiện đại nhất của thế hệ tiêm kích đa năng Su-30 hiện đại hơn hẳn Su-30 MK2 mà không quân ta đã mua và sử dụng. Không quân Việt Nam sẽ có thêm thời gian để nghiên cứu các giải pháp tối ưu để hiện đại hóa lực lượng quân sự giai đoạn ngoài 2030 trở đi. Khác với mua máy bay mới, mua hàng cũ có ưu thế là thời gian bàn giao nhanh gọn, có thể chỉ mất 1-2 năm là nhận đủ hàng, trong khi chi phí rẻ hơn mua mới. Mà Việt Nam trong quá khứ cũng đã nhiều lần tiến hành các đợt mua máy bay chiến đấu cũ để sử dụng. Điển hình là các thương vụ nhập khẩu máy bay tiêm kích bom Su-22 M4 từ Ba Lan, Ukraine và một số nước Đông Âu vào thập niên 90 khi số máy bay Su-22 M trang bị từ năm 1979 hết hạn sử dụng. Có thể nói, một phần nòng cốt của lực lượng tiêm kích bom Su-22 M4 đang bay hiện nay là có nguồn gốc thông qua hợp đồng mua cũ từ Đông Âu. Do vậy, tình hình là chúng ta có lẽ sẽ phải quên đi lô 18 Su-30 MKM từ Malaysia nếu chẳng may có nghĩ đến. Vì theo các thông tin mới nhất từ phía Malaysia, họ đã tìm ra con đường để duy trì các mẫu chiến đấu cơ hiện đại nhất thay vì loại bỏ chúng một cách phí phạm. Cụ thể, hãng thông tấn Bernama hồi cuối tháng 2 đăng tải thông tin về việc Ấn Độ và Malaysia đang tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng. Bài viết đề cập tới nhiều hạng mục hợp tác công nghiệp quốc phòng tiềm năng của Ấn Độ, Malaysia khi cả hai nước đều sử dụng chung một số trang bị quân sự hiện đại, ví dụ như tiêm kích Su-30 do Nga sản xuất và tàu ngầm diesel điện Scorpion do Pháp sản xuất. Theo đó, trong khuôn khổ của hội đàm giữa cao ủy Ấn Độ tại Malaysia, Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng Malaysia, ông Datuk Seri Issam Ishak cho biết, Malaysia sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực an ninh mạng, bảo trì, sửa chữa và đại tu, đặc biệt liên quan tới tàu ngầm Scorpion và máy bay tiêm kích Su-30. Đây là hai lĩnh vực mà chúng tôi hiểu rằng Ấn Độ có chuyên môn và các bạn cũng sản xuất phụ tùng cho tàu ngầm Scorpion, ông Isaac tuyên bố. Mặc dù chi tiết cụ thể hơn, các hạng mục thỏa thuận của hai bên không được công bố, nhưng có thể thấy Bộ Quốc phòng Malaysia vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các hướng đi cho 18 chiếc Su-30 MKM đã đến hạn phải đại tu, sửa chữa lớn. Thật may, trong bối cảnh không thể tiếp xúc với Nga do lo ngại Mỹ gây sức ép, đe dọa trừng phạt, Ấn Độ có thể sẽ là cứu cánh cho lô Su-30 MKM từ Malaysia. Như đã chia sẻ ở câu chuyện lần trước, việc Ấn Độ tham gia đại tu Su-30 MKM có thể khả thi. Bởi Su-30 MKI và Su-30 MKM có mối liên hệ nhất định với nhau. Phiên bản Su-30 MKM, Nga phát triển theo yêu cầu của Malaysia, thực tế được tạo ra dựa trên các thành tựu của chương trình MKI của Ấn Độ. Chúng chia sẻ không ít linh kiện, phụ tùng trang bị, bao gồm cả các thành phần quan trọng nhất như động cơ, các tổ hợp vô tuyến điện tử cốt lõi. Do đó, Ấn Độ là bên tiềm năng nhất khi Nga gặp trục trặc có thể hỗ trợ đại tu tăng hạng cũng như các công tác sửa chữa vừa và nhỏ. Được biết, vào tháng 10 năm 2000, Nga đã ký biên bản ghi nhớ cho phép Ấn Độ sản xuất trong nước 140 chiếc Su-30 MKI theo hình thức chuyển giao công nghệ. Việc sản xuất được thực hiện trên cơ sở phía Nga chuyển giao các linh kiện, phụ tùng cần thiết để Ấn Độ lắp ráp trong nước. Điều thú vị là 920 động cơ turbofan AL31FP, một thành phần quan trọng trên các chiến đấu cơ Su-30 đã được sản xuất hoàn toàn tại công ty HAL của Parut, Ấn Độ, dĩ nhiên là với các linh kiện được gửi từ Nga, có sự cố vấn của Nga. Trong quá trình đó, người Ấn cũng tham vọng tăng dần tỷ lệ nội địa hóa các linh kiện phụ tùng quan trọng cho chương trình Su-30. Vào năm 2010, thậm chí họ còn tuyên bố muốn nội địa hóa 100% tiêm kích su khôi từ khâu nguyên liệu thô cho tới việc lắp ráp máy bay ở giai đoạn cuối. Hiện chưa rõ Ấn Độ đã đạt được bao nhiêu phần trăm tỷ lệ nội địa hóa dòng Su-30 MKI sau khi đã mua tới gần 300 chiếc từ Nga theo hình thức chuyển giao công nghệ lắp ráp trong nước. Chỉ biết rằng từ tháng 6 năm 2002, Nga và Ấn Độ đã ký thỏa thuận xây dựng Trung tâm Bảo dưỡng tiêm kích su khôi gần Mumbai. Cơ sở này đến nay đã và đang tham gia việc sửa chữa, bảo trì các máy bay Su-30 MKI cho không quân Ấn Độ. Dự kiến, các tiêm kích Su-30 MKI của Ấn Độ sẽ được tăng tổng niên hạn sử dụng lên 40 năm, cho phép nhiều máy bay có thể đảm đương nhiệm vụ tới tận năm 2045.
Chúng tôi đang khám phá khả năng kéo dài tuổi thọ của Su-30 MKI thêm 20 năm hoặc hơn nữa thông qua các cuộc thử nghiệm. Máy bay Nga rất bền về khung thân và nhiều bộ phận quan trọng cho phép kéo dài thời gian hoạt động của chúng, giới chức quốc phòng Ấn Độ nói với India Today TV hồi tháng 1 năm nay. Với năng lực hiện tại, Ấn Độ có nhiều tiềm năng trong việc bảo trì, tăng hạng cho lô Su-30 MKM của không quân Malaysia. Thậm chí, họ có thể là một điểm đến trong trường hợp các máy bay Su-30 MK2 của Việt Nam cần sửa chữa lớn. Hiện nay, nhà máy A-32 trực thuộc Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không quân đã làm chủ việc sửa chữa cục bộ các tiêm kích Su-30 MK2 sau một thời gian dài nghiên cứu và làm việc với Su-27. Về lâu về dài, nhanh nhất chỉ trong vòng vài năm, A-32 có thể làm chủ công tác đại tu tăng hạng Su-30 MK2. Tuy nhiên, A-32 có công suất khá hạn chế, thành ra từ chương trình Su-27, chúng ta cũng phải gửi một vài chiếc đi Belarus để tăng tốc độ sửa chữa, tăng hạng, từ đó đảm bảo lực lượng chiến đấu chủ lực. Tương tự với Su-30 MK2, không loại trừ khả năng sớm muộn chúng ta có thể nhờ tới một phần năng lực của Ấn Độ. Được biết, 4 chiếc Su-30 MK2 nhập khẩu năm 2004 đã đến hạn đại tu giữa vòng đời. Công việc này đã và đang được A-32 triển khai. Tiếp đó, khoảng năm 2030 sẽ tới lượt lô 8 chiếc Su-30 MK2 được ký hợp đồng mua năm 2009 với tổng giá trị 500 triệu đô nhận bàn giao giai đoạn 2010-2011. Trở lại với không quân Hoàng gia Malaysia, quả thật, đứng trên phương diện của nước bạn thì việc tìm cách giữ 18 chiếc Su-30 MKM là một sự khôn ngoan, thẳng thắn mà nói nó là như vậy. Với tình hình hiện tại của không quân Hoàng gia Malaysia, việc loại bỏ 18 chiếc Su-30 MKM sẽ là rất nguy hiểm với sức mạnh trên không của họ. Về mặt tình hình hiện nay, không quân chiến đấu Malaysia có 38 chiếc tiêm kích, tức là còn ít hơn lực lượng thường trực của không quân Việt Nam, trong khi vùng lãnh thổ rộng tương đương lên tới 330.803 cây số vuông. Về địa lý, họ cũng sở hữu một vùng biển rộng lớn với đường bờ biển dài hơn 1.900 km giáp với biển Đông, biển Sulu, biển Celebes, biển Andaman, đặc biệt là khu vực eo biển đông đúc nhộn nhịp Malacca nằm giữa bán đảo Malaysia và đảo Sumatra Indonesia nối biển Đông với Ấn Độ Dương. Do đó, cũng như Việt Nam, hải quân và không quân là hai thành phần được chú trọng đầu tư ở Malaysia. Không chỉ có vậy, trong những năm gần đây, Trung Quốc cũng tăng cường các hoạt động xâm phạm chủ quyền của Malaysia, khiến nước này bối rối ở đường lối đấu tranh với tham vọng bá quyền của Bắc Kinh. Trong bối cảnh đó, sau đợt hiện đại hóa quy mô vào thập niên 90 với việc nhập khẩu 8 chiếc tiêm kích FA-18D Hornet từ Mỹ, 18 chiếc MiG-29N từ Nga và nhất là 18 chiếc Su-30 MKM hiện đại từ Nga, đến nay, không quân Hoàng gia Malaysia bắt đầu bối rối với chặng đường tiếp theo. Do tranh cãi về chi phí bảo trì mà vào năm 2017, họ đã quyết định cho nghỉ hưu hoàn toàn các tiêm kích MiG-29N, qua đó để lại một lỗ hổng lớn trong lực lượng không quân. Tính đến tháng 3 năm 2024, họ chỉ còn 8 chiếc tiêm kích đa năng FA-18D, 18 chiếc Su-30 MKM và 12 chiếc cường kích hạng nhẹ HOC-208 mua từ Anh. Nếu bây giờ loại bỏ 18 chiếc Su-30 MKM thì không quân Malaysia còn lại gì? 8 chiếc FA-18D là không đủ cho một vùng trời, một vùng biển rất là rộng lớn. Bất chấp việc, vào ngày 24 tháng 2 năm 2023, Malaysia đã ký thỏa thuận 920 triệu đô với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc KAI về việc mua 18 tiêm kích hạng nhẹ FA-50 Block 20 thì số này vẫn là không đủ. FA-50 thực tế là một máy bay huấn luyện chiến đấu kiêm tiêm kích hạng nhẹ với các tính năng chiến đấu vừa đủ, cự ly tác chiến, tốc độ hạn chế hơn nhiều so với các tiêm kích hạng nặng như Su-30 MKM hay FA-18D. Thực tế, Malaysia chỉ xác định việc mua FA-50 nhằm thay thế cho lô máy bay huấn luyện MB-339 và cường kích hạng nhẹ HOC-208 đã đến hạn về hưu, không phải là để thay thế Su-30 MKM. Trước đó, vào năm 2021, họ đã dự tính kế hoạch mua lại 33 chiếc FA-18EF từ Kuwait, nhưng xem chừng kế hoạch này không thành. Đúng quy trình thì chỉ nên loại biên chế Su-30 khi thực sự tìm ra một ứng viên thay thế phù hợp và bạn thừa tiền để làm điều đó, khi mà lô Su-30 còn chưa hết vòng đời sử dụng của chúng. Thế nên, có thể nói, đứng trên lập trường của Malaysia, việc nỗ lực tìm cách khắc phục sử dụng lô tiêm kích Su-30 là việc làm hợp lý hiện nay. Xét về yếu tố kỹ thuật, Su-30 MKM vẫn là mẫu tiêm kích đa năng thế hệ 4 hiện đại hàng đầu khu vực hiện nay. Năng lực của chúng vượt trội các mẫu Su-30 MK2 của Việt Nam, Indonesia, ngang ngửa các tiêm kích F-15, F-16 của Singapore. Về phần không quân Việt Nam, mua cũ Su-30 MKM chỉ là một điều mà chúng tôi nghĩ ra, còn rốt cuộc ta đang suy nghĩ điều gì, coi chờ mới biết.